Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo đài RT, vụ xả súng xảy ra tối 22 tháng 3 tại trung tâm Crocus City Hall ở Krasnogorsk, một vùng ngoại ô Tây Bắc Moskva. Trong khi đó, một đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi được cảnh các tay súng tiến vào bên trong tòa nhà Crocus City Hall. Trong một đoạn video ngắn khác dường như được quay từ điện thoại cá nhân với chất lượng thấp, một số người đang cúi thấp và cố gắng chạy trốn giữa tiếng súng vang lên không ngừng. Một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Moskva ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi nhắm bắn đám đông, những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà, khiến tổ hợp Crocus City Hall chìm trong biển lửa. Một số lượng lớn cảnh sát, các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Hiện hỏa hoạn đã được khống chế. Nhà chức trách Nga coi đây là một vụ tấn công khủng bố. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cũng lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra một trong những vụ tấn công thảm sát đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ. Thị trưởng Moscow Sergei Sozhanin vừa ra lệnh hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn ở thủ đô Nga vào cuối tuần này. Theo cơ quan chức năng Nga, ít nhất 60 người đã thiệt mạng khi một nhóm tay súng gồm ít nhất 5 người xông vào tấn công Crocus City Hall tối thứ Sáu. Nhóm này được cho là đã châm lửa phóng hỏa tòa nhà, trong khi các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Svetlana Petrenko cho biết các chuyên gia pháp y đang thu thập bằng chứng vật lý và trích xuất camera an ninh. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại sự kiện của ban nhạc Picnic ở nhà hát Crocus City Hall ở Moscow mới đây, nhiều video đã được những nhân chứng đăng lên mạng xã hội tối hôm 22 tháng 3. Những kẻ tấn công được cho là đã đốt tòa nhà, trong khi các nhân chứng cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ bên trong trung tâm thương mại. Âm thanh được nghe thấy trong một video ngay sau khi vụ nổ súng bắt đầu. Họ đốt hội trường, họ đốt hội trường, họ đang dùng súng trường tấn công. Một người đàn ông cho biết những kẻ tấn công đã xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người. Những người bên trong cố gắng trốn thoát, nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang của tòa nhà. Một cô gái đau khổ khác kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu, cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy. Theo sau là những kẻ tấn công. Tôi chạy vào phòng tắm, một vụ giẫm đạp bắt đầu từ đó. Nó thật khủng khiếp. Ở đó rất đáng sợ. Trên thực tế, không thể nhìn thấy gì bên trong vì khói. Crocus City là một trung tâm mua sắm và địa điểm âm nhạc lớn ở phía Tây Bắc thủ đô Nga. Ước tính khoảng hơn 6.000 người có mặt tại nhà hát Crocus City Hall khi buổi hòa nhạc của ban nhạc Rock Picnic đã bán hết vé. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, ngoài ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công, đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động khẩn trương để sơ tán người dân và khống chế ngọn lửa. Cơ quan này cho biết khoảng 13.000 m2 của tòa nhà 7 tầng, khoảng 1/3 toàn bộ diện tích sàn đã bị ngọn lửa nhấn chìm. Trực thăng đã thả khoảng 160 tấn nước xuống tòa nhà để dập lửa. Các cơ quan chức năng Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stéphane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Trước đó, đích thân ông Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và chính phủ Nga. Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Moscow. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này, những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động hạ sát người dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, một số nước châu Mỹ như Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga. Bộ Ngoại giao Argentina cũng ra thông cáo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Crocus City Hall. Thông cáo nhấn mạnh Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố, đồng thời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mexico SRE nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội, tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là hành động khủng bố man rợ. Mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Nga. Chính phủ Brazil và Chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở Nga. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân nước này. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cầu mong hòa bình cho các dân tộc Slav và cho thế giới. Tổng thống Bolivia Luis Arce bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người dân Nga và gia đình các nạn nhân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối vụ tấn công thảm khốc. Theo tờ New York Times của Mỹ, trước đó các quan chức khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại Nga. Từ tháng 3, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng nhà nước Hồi giáo Khorasan, còn gọi là ISIS-K, một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã hoạt động tại Nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này. Ngoài cảnh báo công khai, các quan chức tình báo Mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra. Nhiều chủ thẻ đang tìm cách đóng hoặc tạm dừng thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng do lo ngại có thể phải chịu các khoản phí phát sinh. Chị Nguyễn Thu Lan ở Hà Nội mở thẻ tín dụng khi tham gia một chương trình tổ chức cho sinh viên hồi đầu năm 2023, nhưng nhân viên ngân hàng không tư vấn kỹ về các khoản phí khi mở thẻ, duy trì và đóng thẻ. Ngân hàng mời sinh viên mở thẻ nhưng chẳng thấy nói miễn phí bao nhiêu năm. Ngân hàng không tư vấn nếu không dùng vẫn bị thu phí thường niên, hay không dùng có bị đóng thẻ hay không. Em cũng có một cái thẻ tín dụng mở vì không biết thôi, nhưng khi em ra đóng phí của nó là 150.000 đồng. Trong những năm gần đây, tình trạng mở thẻ tín dụng diễn ra khá ồ ạt. Nhiều người sở hữu từ 2 đến 3 thẻ tín dụng chỉ vì muốn giúp bạn bè làm ngân hàng chạy đủ chỉ tiêu. Mặc dù không sử dụng thẻ, chị Khương An rất lo lắng vì có thể phải trả những khoản phí từ trên trời rơi xuống. Bạn bè tôi có mời tôi mở thẻ tín dụng, tôi cũng mở và để đó chưa sử dụng đến. Sau khi nghe vụ kia, tôi cũng giật mình, chắc phải kiểm tra lại thẻ xem có phát sinh dư nợ gì không. Tôi cũng lo lắng không biết đến khi đóng thẻ thì có phát sinh một thanh toán nào không mới được đóng thẻ. Ghi nhận ý kiến của một số người dân, dù tài khoản ngân hàng của họ đã về không và không sử dụng trong khoảng từ 6 đến 48 tháng, nhưng vẫn bị thu một số loại phí như phí quản lý tài khoản, phí duy trì tài khoản, các loại phí thường niên. Chỉ đến khi tài khoản xuất hiện giao dịch ngân hàng sẽ ngay lập tức bị trừ tiền. Chị Thiều Linh phản ánh, em trai em dùng một cái thẻ mà bị trừ phí thường niên 950.000 đồng một năm và nhiều loại phí khác. Em mà như thế em sẽ hỏi lại và sẽ đóng thôi. Nếu không như vụ hôm trước thì mọi người rất sợ. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, mỗi ngân hàng có những quy định cách tính lãi đối với thẻ tín dụng khác nhau, dựa trên hợp đồng ký với khách hàng và các biểu phí lãi ngân hàng. Có những ngân hàng tính lãi suất nợ quá hạn trên khoản giá trị giao dịch gốc, nhưng có những ngân hàng tính lãi trên khoản tiền gốc cộng lãi. Một số ngân hàng sẽ đặt ra một ngưỡng, nếu như đến ngưỡng mà không thấy khách hàng có dấu hiệu trả nợ, có thể xảy ra quá hạn, hoặc khách hàng quên, khách hàng thay đổi nơi ở, công việc, tùy vào chính sách phục vụ khách hàng của mỗi ngân hàng. Chúng ta phải lưu ý, đặc biệt là khi có cảnh báo thẻ đã đến hạn thì chúng ta phải thanh toán ngay vì lãi phạt tính tương đối cao. Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, hiện nay tại một số quốc gia trên thế giới, khi người dùng không thực hiện thanh toán thẻ tín dụng đúng hạn, trong kỳ thứ hai, nhiều ngân hàng sẽ tự động khoanh nợ khoản tiền tín dụng chưa được thanh toán và tìm cách xử lý. Việc khoanh nợ là giúp họ thu nợ và xem xử lý với bên kia một cách quyết liệt chứ không để kéo dài nợ lãi và nợ gốc. Không phải để kỳ nọ sang kỳ kia mà phải có trách nhiệm đòi nợ. Đó là trách nhiệm đạo đức của ngân hàng với khách hàng của mình. Khi có nợ quá hạn, họ phải tìm mọi cách họ thu, tìm các cách liên lạc.